Vòng 11 của giải La Liga đã chứng kiến cuộc chạm trán đỉnh cao giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona và Real Madrid, đánh dấu trận siêu kinh điển của mùa giải. Trận đấu diễn ra tại sân nhà của Barcelona và đội chủ nhà nhập cuộc với sự tự tin to lớn. Sự kịch tính bắt đầu ngay từ phút thứ 8 khi Ilkay Gundogan của Barcelona tận dụng sai lầm từ hàng phòng ngự Real Madrid để mở tỷ số. Tuy nhiên, đối thủ không phản ứng yếu đuối. Real Madrid, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đã thể hiện tính kiên nhẫn và sự tỏa sáng của ngôi sao trẻ Jude Bellingham. Trong khoảng thời gian ngắn, Bellingham ghi liền hai bàn thắng vào các phút 68 và 90+2, giúp Real Madrid lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Trận đấu này đã làm dấy lên những cảm xúc mãnh liệt và sự háo hức trong lòng người hâm mộ bóng đá. Real Madrid với chiến thắng này tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với tổng cộng 28 điểm sau 11 trận, trong khi Barcelona xếp thứ 3 với 24 điểm. Trận siêu kinh điển này không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu, mà còn là một sự kiện thể thao được trông đợi và đánh giá cao trên toàn thế giới. Mùa giải La Liga năm nay hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và sẽ là một cuộc đua đỉnh cao trong bóng đá Tây Ban Nha. Bất chấp các vấn đề chấn thương, Manchester United, MU và Manchester City sẽ tạo nên một trận siêu kinh điển đầy hấp dẫn. MU vẫn còn mất nhiều gương mặt quan trọng như Casemiro, Shaw và Wan-Bissaka do chấn thương, trong khi Manchester City đang duy trì sự ổn định tốt tại ngoại hạng Anh và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Ấn Độ trong vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á. Đây là cơ hội quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành 3 điểm đầu tiên. Việt Nam xếp trên Ấn Độ trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng họ gặp khó khăn sau trận thua trước Uzbekistan. Tại bãi biển TP Quy Nhơn, giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 đã khai mạc với sự tham gia của 76 vận động viên ván chèo đứng và 40 vận động viên thuyền buồm, thu hút sự quan tâm lớn. Cuối cùng, lễ bế mạc Asian Para Games 2023 đã diễn ra tại Trung Quốc. Cuộc thi này đã chứng kiến nhiều kỷ lục thế giới, châu Á và thi đấu bị phá vỡ, là sự kiện thể thao quan trọng cho người khuyết tật châu Á.